Hello các anh em, chào mừng đến video tiếp theo của mình. Ôi trời, thực sự phải nói với các ông giáo là nếu như mà có hai cái điều mình được làm vào hiện tại thì điều đầu tiên mình sẽ vào Sài Gòn để trốn cái lạnh này. Phải nói thật với các ông giáo, lạnh vãi cả trưởng, 8 độ nhé. Lạnh đến độ phải gọi là sun hết cả súng ống lại, sun hết, quá là lạnh. Thực sự là rất là lâu rồi ấy. Rất là lâu rồi miền Bắc mới có một cái đợt lạnh nó khủng khiếp như thế này. Cho nên là nếu mà được thì mình muốn vào Sài Gòn đấy, vào nương náu ở chỗ nào đấy, ngồi nhất là vào Cần Thơ chẳng hạn. Úi xời, gạo trắng nước trong đó. Và cái điều thứ hai, nếu như mà không được vào Sài Gòn thì quay xong này một anh em nào alo làm nồi lẩu xị rượu, úi xời, cũng rất là tốt. Nhưng mà dù sao thì ước mơ chỉ là ước mơ, còn đây mới là cái hiện tại này. Đây mới là hiện tại. Đó là chai Supremacy Afna Not Only Intense đó. Thì thực ra mọi người đều đã biết đây là một bản nâng cấp của chai Afna Supremacy. Cho nên là mình nghĩ rằng trong cái video này chúng ta sẽ thay đổi một chút. Anh em mình sẽ không cần thiết phải nói là điểm tốt, điểm chưa tốt đó. Chúng ta không cần thiết, bởi vì với một cái thành viên trong cái vũ trụ dưới khói, trong cái vũ trụ của Creed Aventus thì không cần thiết phải nói nhiều. Creed Aventus nó vẫn là đỉnh của đỉnh rồi đó. Mà ở đây thì mình sẽ chỉ list ra cho các anh em 5 điều mọi người cần nên lưu ý trước khi quyết định hạ tiền mua chai nước hoa này. Và đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay. Nếu như các anh em nào mà có lần đầu xem video của mình thì các bạn hãy bấm like và subscribe đó để ủng hộ mình. Còn bây giờ anh em mình hãy đến với chủ đề của video ngày hôm nay. 5 điều cần biết về chai nước hoa Supremacy Not Only Intense của nhà Afnan. Ok, lên đường. Ok, điều đầu tiên trong 5 điều mà mình muốn chia sẻ đến các anh em, đó là đây là một bản nâng cấp cực kỳ là đáng giá so với người tiền nhiệm của nó là Afnan Supremacy. Nếu như ở phiên bản đầu mình thực sự mình không quá thích cái mùi hương của chai nước hoa đó, bởi vì là cái nốt mở đầu của nó rất là hóa học, thì ở phiên bản Not Only Intense này nó đã mượt hơn, nó đã mềm hơn rất là nhiều. Mình rất là ngạc nhiên bởi vì mình không nghĩ rằng với bản nâng cấp này, nhà Afnan cũng cho thấy rằng họ hoàn toàn có thể có thể là tạo ra một cái mùi hương nó vẫn là cái clone của Creed Aventus, nhưng mà mềm hơn, mượt hơn. Với cái cảm nhận của mình thì đây là chủ yếu chai nước hoa này là fruity, trái cây và cuối cùng mix cùng với long diên hương tạo nên. Thì thực sự mà nói thì nó không hẳn là mình nghĩ rằng là nó mang cái style mùi của Creed Aventus hơn là một phiên bản clone, bởi vì chai này nó đầy đặn hơn, nó dày hơn, nó ngọt hơn, nhưng mà dù sao thì nó vẫn chịu ảnh hưởng của style của chai nước hoa của nhà Creed, cho nên cứ tạm thời chúng ta hãy coi nó là một phiên bản clone đi. Thì quay trở lại điều đầu tiên mà mình muốn nói về chai nước hoa này, đó là nó là một cái phiên bản nâng cấp rất là đáng giá. Thực sự là như thế, nó đã khắc phục những cái nhược điểm ở phiên bản đầu, đó là quá là hơi hóa học. Với mình ấy, là hơi hóa học, khi mà mới xịt cảm giác nó rất là ngái, nó rất là gắt, mà nó nếu mà ai mà nhạy cảm quá thì sẽ mọi người sẽ cảm thấy là như thế. Nhưng ở phiên bản này, phiên bản Not Only Intense này thì là một cái gì đấy tuyệt vời đó. Thì đấy là cái đầu tiên thì mình muốn chia sẻ đến các anh em, một phiên bản nâng cấp đáng giá so với người tiền nhiệm. Điều thứ hai, đây là một chai nước hoa có hiệu năng mùi cực kỳ là khủng khiếp. Mình xịt một shot ở trên tay từ tối hôm qua và cho đến bây giờ nó vẫn thoang thoảng mùi, thì các anh em có thể thấy rằng đây là một chai nước hoa đáp ứng được hoàn toàn những tiêu chí về hiệu năng, về độ bám, về độ tỏa, về độ bền bỉ bám trên da. Tất nhiên thì là nó sẽ vẫn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người, nhưng tựu chung lại đây là một chai nước hoa có cái hiệu năng mùi rất là tuyệt vời đó. Điều thứ hai. Điều thứ ba, nếu như các anh em nào đang cần tìm một mùi hương cho mùa lạnh là một, đây sẽ là một mùi hương cho mùa lạnh và các dịp, các nơi hiếu hỉ hội nghị, và chúng ta muốn chỉ cần một chai thôi, không muốn quá nhiều, thì đây sẽ là một trong những sự lựa chọn cho các anh em. Thực tế mà nói thì mỗi người chúng ta sẽ đều có một cái nhu cầu sử dụng nước hoa, cho nên là nếu như các anh em không muốn chi tiêu quá nhiều tiền vào nước hoa mà chúng ta muốn một cái mùi hương thơm được mọi người khen,
các chị em khen thơm. Thì đây, not only intense, upland supremacy. Mình không dám chắc là 100%, thế nhưng với những cái mà mình đã sử dụng, ví dụ như là Mancera hoặc là Club de Nuit, thì mình xịt thì mình thấy rằng là nó so với cái tông mùi của nó ấy, và với cái gu mùi của đại đa số các chị em người Việt chúng ta, thì đại đa số các chị em thường thích những cái mùi nó nhẹ nhàng, nó vừa đủ, không quá nồng, không quá gắt. Thì mình thấy rằng đây sẽ là một cái chai nước hoa cũng dễ dàng ghi điểm cho các anh em nào nếu mà muốn gây ấn tượng một cái gì đấy đối với các chị em. Cho nên đây là một chai nước hoa đa dụng, các dịp, các mặt trận, các trận địa. Đó, đấy là điểm lưu ý thứ 3 dành cho chai nước hoa này. Điểm thứ 4, đó là nó sẽ rất khó để cho các anh em thể hiện được cái cá tính của mình. Đây không phải là một chai nước hoa gọi là góc cạnh, một chai nước hoa gai góc. Nếu như anh em nào mà cần một cái mùi hương nó thể hiện cá tính thì đây không phải là một chai nước hoa như thế. Nó có thể rất là thơm, nó có thể rất là an toàn, nó có thể là cũng có thể ghi điểm trong mắt mọi người. Nhưng nếu như chúng ta đang cần tìm một mùi hương mà nó có một cái điểm nhấn thì đây không phải là một dạng kiểu như thế. Nó rất là thơm, thế nhưng mà nó giống như kiểu là một cái gì đấy nó rất là an toàn, nó không bật ra được khỏi cái một cái ranh giới hay một cái gì đấy. Thì không phải, đây không phải là một cái mùi hương dạng kiểu như thế. Cho nên là nếu mình, anh em cũng phải nên lưu ý, nếu như chúng ta mà chúng ta lại nhiều anh em ấy, mình có một cái sở thích đó là chúng ta thích một cái mùi thì chỉ cần một hai chai thôi, nhưng mà nó phải là cá tính, nó phải là một cái gì đấy nó hơi gai góc, thì chai hoa này không phải là cái sự lựa chọn dạng kiểu như thế. Ok, đó là điều thứ 4. Và điều thứ 5, điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ, đó là đây không phải là một chai nước hoa quá là ưu tiên cho các anh em nào đã có một time, một thời gian sử dụng nước hoa. Bởi vì nói thế nào nhỉ, cái này là quan điểm của mình thôi. Mình không nghĩ rằng anh em nào mà đã sử dụng một thời gian không cần quá là ưu tiên phải có chai nước hoa này, trừ khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta thích cái tông mùi này mà chúng ta sử dụng hàng ngày rồi, bây giờ chúng ta cảm thấy nó rất là ok và chúng ta không muốn thay đổi thì cứ đem một phẹt, không thành vấn đề. Nhưng nếu như mà các anh em đã có ví dụ như là Lanui, đã có ví dụ như Prada, đã có ví dụ như kiểu Nautica, thì mình nghĩ rằng chai nước hoa này nó không phải là một cái ưu tiên hàng đầu. Mình nghĩ rằng sẽ còn có nhiều những cái lựa chọn nó hay hơn, một dạng kiểu như thế. Đó, thì tổng kết lại, chai nước hoa này có đáng mua hay không? Tất nhiên rồi, với một phiên bản clone và nó là cái bản nâng cấp rất là thú vị so với người tiền nhiệm thì mình thấy rằng nó cũng rất là đáng mua. Thế nhưng mua như thế nào và như thế nào thì các anh em hãy vừa xem video của mình rồi, 5 điều mọi người cần nên biết nếu như có ý định sở hữu chai nước hoa này. Đó, thì đấy là ý kiến của mình. Video của mình đến đây là hết. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Còn bây giờ, anh em mình chào, tạm biệt và đi tìm chỗ ấm thôi.